Được thành lập từ năm 1992, qua 26 năm hoạt động, đến nay, bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã trở thành địa chỉ nhân đạo giúp cho nhiều lượt bệnh nhân, thân nhân đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo vượt qua khốn khó và cảm thấy ấm lòng hơn khi điều trị tại bệnh viện. Ngày nào cũng vậy, từ sáng tới chiều, bếp ăn này luôn đông đúc người bệnh và thân nhân người bệnh đến nhận cơm, cháo, nước sôi miễn phí. Nếu như khi mới thành lập, mỗi ngày bếp ăn chỉ phát có vài chục suất, thì hiện nay, mỗi ngày nơi đây phục vụ miễn phí từ 1.000 đến 1.200 suất cơm, 600 suất cháo và 2.000 lít nước sôi. Bà con rất là hoan nghênh và cảm ơn tổ từ thiện đã tới giúp đỡ bà con trong cảnh mà ngặt nghèo và trong hoạn nạn, bệnh hoạn. Hiện tại, bếp ăn tình thương này đã có 32 nhóm thiện nguyện với khoảng 600 người đến từ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cùng chung tay. Trung bình mỗi tuần sẽ có một nhóm từ 15 đến 20 người đến nội trú tại bếp ăn. Phục vụ đến cuối tuần thì xe của bếp ăn đưa về nhà, sau đó đến nhóm phục vụ khác. Đều đặn khoảng 3 giờ sáng mỗi ngày, các thành viên trong tổ bắt đầu chuẩn bị nấu thức ăn, nước uống cho bệnh nhân nghèo. Mỗi ngày, bếp ăn mở cửa phục vụ từ 5 giờ đến 18 giờ 30 phút. Ngoài bếp ăn tình thương này, ở Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc còn có một bếp ăn từ thiện khác dành riêng cho bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo. Có thì mình cũng đỡ hơn, nhưng mình khỏi có mua cơm ở ngoài mình ăn thêm. Và dù những nhà hảo tâm thường có cho đó, mình được nhận với từ thiện rồi, người ta cũng hàng tháng rồi. Mấy người có số hộ nghèo đó, mình được nhận quà, người được 500 ngàn. Được biết, ngoài hỗ trợ suất ăn, ban điều hành bếp ăn còn hỗ trợ tiền cho các trường hợp bệnh nhân nghèo chuyển viện, bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Riêng trường hợp bệnh nhân nghèo không may qua đời, tổ từ thiện còn hỗ trợ tiền xe đưa về nhà, hỗ trợ cả chi phí mai táng. Tính đến thời điểm này, tổng trị giá phục vụ xã hội của bếp ăn là trên 50 tỷ đồng. Tất cả kinh phí hoạt động đều do ban điều hành vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp.